Lý do Quan Văn Chuẩn không được lên U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024. Huấn luyện viên Chuất đã công bố danh sách U23 Việt Nam hướng tới vòng loại U23 châu Á 2024. 10 cầu thủ thi đấu nổi bật ở vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2023 ở Thái Lan cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã được chọn. Tuy nhiên, Quan Văn Chuẩn, gương mặt giành danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải lại không có tên. Anh chính là người đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, góp công lớn mang về chức vô địch cho đội nhà. Lý do đến từ chính tấm thẻ đỏ mà Quan Văn chuẩn phải nhận ở vòng chung kết U23 châu Á một năm trước, ở giải đấu năm trước Văn chuẩn đã gây ấn tượng mạnh khi được thay thế thủ môn số 1 Nguyễn Văn Toàn bị chấn thương. Tuy nhiên đến vòng tứ kết Văn chuẩn lại phải nhận chiếc thẻ đỏ trong lúc băng ra phạm lỗi với cầu thủ U23 Saudi Arabia tấm thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với án cấm thi đấu hai trận ở các giải đấu cấp độ tương đương kế tiếp sẽ dành cho Văn Chuẩn. Do đó nếu được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, thủ môn này cũng không thể ra sân ở hai trận đầu tiên, trong khi U23 Việt Nam chỉ thi đấu 3 trận. Sự vắng mặt của Quan Văn Chuẩn đã mang đến cơ hội cho Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình và Đoàn Huy Hoàng, cả ba thủ môn này đều được ghi dấu ấn ở những giải đấu khác nhau. Văn chuẩn gánh hàng thủ đến nỗi té máu, chưa bao giờ U22 Việt Nam bị Lào ép sân tới thế. Phút 89 trận đấu giữa U22 Việt Nam và Lào tối 30 tháng 4, Văn Chuẩn ngồi bệt xuống sân và ra dấu hiệu rằng anh bị chảy máu ở môi, cần được nhân viên y tế chăm sóc. Đó là thời điểm mà Văn Chuẩn phải làm việc cật lực trước sức ép lớn của U22 Lào. Trước đó, Saipanya có cơ hội 10, -10 để săn bằng tỷ số cho U22 Lào khi cầu thủ này rất điểm cự ly gần sau đường truyền bằng đầu của đồng đội. Rất may cho U22 Việt Nam là bóng đi đúng vào vị trí của Văn Chuẩn. U22 Việt Nam đánh mất thế trận vào tay U22 Lào ở hiệp 2, khiến khung thành Văn Chuẩn gặp sức ép lớn. Thủ môn Văn Chuẩn đã chơi xuất sắc trong tình thế đó để bảo toàn mảnh lưới, góp công giúp U22 Việt Nam thắng 2-0. Thủ môn sinh năm 2001 cũng được chọn để họp báo cùng huấn luyện viên Josser. Tại đây, nhà cầm quân người Pháp nói, nếu ai hỏi tôi sẽ nói chuẩn hay nhất trận đấu, cậu ấy cứu thua quá hay. Ông còn chỉ vào thủ thành của câu lạc bộ Hà Nội nửa đùa nửa thật, cậu đã cứu mạng tôi. Bản thân Văn Chuẩn phát biểu, toàn đội đã cố gắng hết sức, trận đầu tiên luôn rất khó khăn bởi rất nhiều áp lực. Chúng tôi đã cố gắng vượt qua, chúng tôi sẽ cải thiện khả năng chống bóng bổng và các tình huống để đối thủ khai thác khoảng trống phía sau. Chúng tôi sẽ về xem lại băng hình để khắc phục sai sót. Huấn luyện viên đã tin tưởng vào tôi và tôi cố gắng để không phụ lòng ông ấy. Trong vai trò của người đội trưởng, tôi chỉ đạo anh em để toàn đội chiến đấu mạnh mẽ hơn và giành chiến thắng ngày hôm nay, Quan Văn Chuẩn nói thêm. Quan văn chuẩn, tiểu sử và hành trình với bóng đá Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, từ chiếc ghế dự bị của đội hình U23 Việt Nam, quan văn chuẩn đã chứng minh được tài năng của mình khi vào sân thay cho thủ môn chính Văn Toản bị chấn thương. Quan Văn Chuẩn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League 1 và đội tuyển U23 Việt Nam. Cái tên chuẩn không phải chỉnh của thủ thành này mang theo sự tích vô cùng đặc biệt dựa theo phong tục lâu đời của người dân tộc Tây tại Tuyên Quang. Có tên khai sinh là Quan Văn Chuẩn dân tộc Tây, sinh năm 2001, quê quán ở bàn tròn xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, với chiều cao 1m81 và cân nặng 71kg, anh giữ vị trí thủ môn số áo 21. Theo tập quán từ thuở xa xưa, nếu người Tây sinh con vào ngày 15 âm lịch hàng tháng thì gia đình phải cúng ba con lợn để chào đón đưa bé ra đời. Nhưng lúc lọt lòng, Quan Văn chuẩn ra đời vào ngày 13 âm lịch. Đẻ vào ngày này thì gia đình chỉ phải cúng một con lợn. Khi đó bác ruột của Quan Văn chuẩn mới quyết định đặt cháu trai là Văn chuẩn vì đẻ vào giờ rất chuẩn, giúp gia đình tiết kiệm. Sinh ra ở miền quê nghèo ở thôn bản tròn, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, thủ môn Quan Văn chuẩn của U23 Việt Nam trải qua tuổi thơ vất vả. Nhà nghèo không có tiền mua bóng, mẹ Nam cầu thủ kể lúc 14 tuổi chuẩn đã bện lá chuối khô thành quả bóng và đá vào tường. Lớn hơn một chút, Chuẩn biết tự nấu cơm làm thức ăn đợi bố mẹ đi làm về. Con nhỏ tuổi nhưng Chuẩn đã bộc lộ tố chất là một thủ lĩnh, tự gom quân sắp xếp đội hình, ai chơi vị trí nào, ai đá ở đâu. Dù lớn lên trong gian khó, nhưng niềm đam mê với trái bóng lúc nào cũng chất đầy, với ước mơ trở thành cầu thủ lớn dần lên trong tim cậu bé người Tây. Năm 9 tuổi khi đang học lớp 4, Quan Văn Chuẩn được tuyển sinh vào lớp bóng đá của huyện, sau đó anh được lên đội bóng năng khiếu của tỉnh Tuyên Quang. Chuẩn kể, 9 tuổi tôi đã được bố mẹ đưa xuống thành phố Tuyên Quang để gia nhập đội bóng năng khiếu của tỉnh tập luyện. Lúc đó tôi vui lắm vì biết rằng được đi đá bóng. Môn thể thao mình rất đam mê. Bố mẹ dù rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng mua cho tôi điện thoại để hàng ngày liên lạc. Vừa tập bóng vừa học văn hóa, rất bận rộn, nên tôi sớm quen với cuộc sống tự lập xa gia đình sau hơn một năm tập luyện quan văn chuẩn rời tuyên quang về hà nội đầu quân cho đội bóng năng khiếu thủ đô thuộc hệ thống đào tạo của câu lạc bộ hà nội những ngày đầu anh chơi ở đủ mọi vị trí sau này mới chuyển sang làm thủ môn nhưng dù chơi ở vị trí nào chuẩn nói cứ được tập luyện ra sân thi đấu là anh vô cùng hạnh phúc lúc bé gia đình rất khó khăn tôi và anh trai đều mê bóng đá nhưng anh trai tập được một thời gian thì thường xuyên đau ốm nên bố mẹ cho về nhà đi học chỉ có tôi theo đuổi bóng đá từ đó tôi đã nguyện mình sẽ tập luyện thi đấu thay cả phần của anh trai và thay anh thực hiện giấc mơ trở thành cầu thủ khi nhỏ đến với bóng đá vì đam mê lớn dần lên tôi biết đó là một nghề để kiếm sống bóng đá đã thay đổi cuộc đời tôi nếu không theo bóng đá giờ tôi cũng như chúng bạn ở quê đi làm thuê văn chuẩn chia sẻ Năm 2020, Quan Văn Chuẩn chuyển xuống chơi cho Phú Thọ tại giải hạng nhì quốc gia 2020 theo dạng hợp đồng cho mượn và cùng đội bóng này giành quyền thăng hạng lên chơi giải hạng nhất quốc gia 2021. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, Quan Văn Chuẩn chính thức ra mắt câu lạc bộ Hà Nội khi bắt chính trong trận đấu gặp Bình Phước tại tứ kết cúp quốc gia 2022. Nam cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập lên U22 Việt Nam vào tháng 8 năm 2020, tháng 10 năm 2021 màn ra quân của Quan Văn chuẩn tại hai trận giao hữu đối đầu với U23 Kyrgyzstan đã thực sự để lại ấn tượng với người hâm mộ bóng đá khi anh đã thể hiện những pha cứu thua đẹp mắt cho nước nhà. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên vì Văn Trường. Tối 22 tháng 8, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Philippines và giành xuất vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Bên cạnh lối chơi thiếu chính xác trong những tình huống quyết định, U23 Việt Nam còn để lại hình ảnh không đẹp khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường gây gổ với đối thủ trên sân. Phút thứ 82, Justin Frias số 10 U23 Philippines tranh chấp bóng từ phía sau với Văn Trường, khiến anh ngã xuống sân. Sau khi đứng dậy, Văn Trường vừa to tiếng vừa tiến về phía đối phương. Một cầu thủ Philippines khác và trung vệ Lương Duy Cương nhanh chóng ập tới can ngăn. Dù vậy cả hai vẫn không thể dập tắt cơn nóng giận của Văn Trường. Ngay ngay cả khi huấn luyện viên thủ môn Trần Đức Cường lao vào sân kéo cậu học trò ra khỏi đám đông, Văn Trường vẫn có hành động khiêu khích về phía Justin Friat. Trong tình huống này, nếu các trọng tài có góc quan sát tốt hoặc có công nghệ VAR, khả năng cao Văn Trường sẽ bị phát hiện va trả đũa, đạp gầm giày vào đối phương. Khi đó án phạt sẽ không chỉ là thẻ vàng. Dù sao Văn Trường đã có hành động rất không nên nhất là khi U23 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là có thể vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Cái đầu nóng của Văn Trường không hạ hỏa cho đến những phút bù giờ. Trong một pha tranh chấp đơn giản, Văn Trường lại gây hấn với Justin Friat. Chứng kiến hai hành động của Văn Trường, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đứng ngồi không yên ngoài đường biên. Và đỉnh điểm là ông Tuấn đã có những quát tháo hướng vào sân. Sau trận đấu, ông Tuấn chia sẻ, tôi nói với trọng tài muốn thay cậu ấy ra ngay. Tôi không hài lòng, tôi muốn các cầu thủ chơi bóng thực sự, bóng đá là bóng đá chứ không phải đánh nhau. Trước giải U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nêu cao tinh thần có những màn trình diễn ấn tượng để lại hình ảnh đẹp về bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực. Với việc văn trường hành động đi sai mục tiêu chung của toàn đội, rất có thể tiền vệ này sẽ bị kỷ luật nội bộ. Ngay sau trận đấu U23 Việt Nam U23 Philippines 1-0, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dành thời gian chấn chỉnh lại toàn đội. Cần biết huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng rất nghiêm khắc khi có cầu thủ vi phạm nội quy toàn đội. Trong quá khứ ông từng thẳng tay loại những nhân tố không đảm bảo sự kỷ luật trong sinh hoạt cũng như thái độ thi đấu trên sân. Đây không phải lần đầu Văn Trường để lại ấn tượng không tốt về thái độ thi đấu trong màu áo các tuyển trẻ U19 U23 Việt Nam.